Thưa quý vị và các bạn, gùi những gánh hàng có trọng lượng quá nửa cơ thể sau lưng, chân vẫn thoăn thoắt bước ngược dốc, đó là những hình ảnh mà chúng ta thường bắt gặp ở những người làm nghề vận chuyển hành lý hay còn gọi là porter lên nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xipang. Hiện nay thì luôn có hàng trăm người thường xuyên dẫn đường, khuân vác hành lý cho du khách leo đỉnh Phan Xipang. Hôm nay chị Me có tour dẫn khách chinh phục đỉnh Phan Xipang. Thực phẩm, túi ngủ, lều bạt cắm trại, những thứ mà người làm công việc vận chuyển đồ như chị phải mang theo. Mỗi người phải mang theo một gùi từ 20 tới 25 kg. Đừng dài thì đi 3 ngày, đừng ngắn thì đi 2 ngày thôi. Một công á, trang dưới thôi. Đủ lắm, nhưng mà người ta bỏ đi thì cứ đi thôi. Năm nay mới 18 tuổi, nhưng má A Khoa đã làm nghề này được 5 năm. Mỗi tháng anh chỉ đi từ 2 tới 3 chuyến, với mức thu nhập 100 tới 150.000 đồng một ngày. Mùa đông khách du lịch, mỗi tháng qua kiếm được khoảng 2 triệu đồng. Công việc dù vất vả nhưng vẫn khá hơn đi làm nương. 3-4 ngày, còn nếu không có khách thì cũng một tháng trả đi một lần ạ. Tại vì nhiên này cũng vất vả và khó, nhưng mà không có nhiều nào khác nữa rồi. Có 3 cung đường để lên tới Phan Xipang. Đó là cung Cát Cát từ độ cao 1.245 m, cung Xín Trải cao 1.260 m và cung Trạm Tôn độ cao 1.900 m. Theo quy định, cứ 2 tới 3 khách sẽ có một porter dẫn đường và hỗ trợ mang đồ. Địa hình treo leo hiểm trở, việc khuân đồ lên đỉnh cần sức khỏe thật tốt. Đi vào khả năng của mình nhé. Tốc độ mình cứ bình tĩnh đi thì hàng sẽ không đổ. Đông đông nhiều thì làm khổ lắm. Cả ngày cả đêm quá trời không được ngủ mà. Không có chỗ ngủ, không được ngủ mà. Chỗ khách ăn xong thì 12 giờ chưa được ăn đâu. Di chuyển trong địa hình hiểm trở, nhưng khi có khách yêu cầu, những porter như chị Me lại lên đường vác đồ leo núi. Với họ, chừng nào còn có người leo Phan Xipang, chừng ấy họ còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình dù công việc có vất vả, nặng nhọc.